Bạn đã subscribe kênh mình ngon nhất là cùng tôi xem video của bộ channel bởi bài giới thiệu ngon nhất ngày nay khi cho chạy lên mình phải ngon nhất bởi phần như mới nâng robot mình cả download cảm thấy internet download mình đây chơi xem rạp dừng làm lan cho mới nâng Google Chrome cho mới nâng Firefox chỉ đám á chân để mấy thứ cả download để ngon nhất cho được nâng browser để ngon nhất tập mở dừng wi tha torrentset2.eu tầm một tiết này nó hiện cho Inter nó viên đường load một đoàn lại tiếng sơ nhẹ nè tiếng sơ ní dương vai tha IDM tụi bao dương chạy biệt sơ tầm một dương Roma version là đã vía thông mấy ông port tầm bạp thư cả download chúng bắt chụp bắn internet download manager bao nhiêu cứ vi ban update lâu tới đó một phẩy bảy bảy មកផៃ6ចុច25 bill 15 inch pack ចឹងយើងអាចធ្វើការដោនឡូតបានហើយកន្លែងនេះខ្សែ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 នេះខ្ស
tiết 10 megabit nè megabyte nè dương sắp đặt tới tổng hôm đồ bó Internet Download Manager nè hay cái là 256 nè cứ sắp đặt nè đại bản thư ca tin thì Internet Download Manager sắp đặt vì chơi bằng phay bằng bay bị lỡ đập ram chẳng dừng chỗ là hai phần năng tế ở miền này chả hay tôi mất tiết như chơi bị lỡ vía đập bay thứ cả download tôi bây giờ chơi mới bị tranh cái này website chả link xem ra những thứ cả download á chứ nó không này bay mất chơi link mới nát các bạn này thứ cả download bài tặng on tại nhóm chúng tôi tới tam bảo sản bên nhóm pra này torrent project dot c này hay là chỉ mới là torrent download dot me anh đăng pin đăng về atasru download phần tai như ta viết sru đôi khi tên tầm lập liên cao thực hiện download phần tai via try từ lớn tụm lọp để cả download bỏ bỏ dùng đẹp nè chứ nhóm chui chặt download chỉ mới là torrent download dot me hay chỉ mới là torrent project dot c này chúng ở bạn đây chơi không đăng link mới nào các bạn đây bắt đầu mở tiết ở đây mất chơi cái lại download torrent nhé download torrent từ mau viên download ở những đợt thực hiện download này admin ấy bạn smok smart tra này đi chương đừng viên đừng phạm hay sắm rạp cầm thì torrent đừng đây ở đây mất ai thực hiện download bán nóng internet ai đâu bán tam diện này cầm tam diện website này các bạn đây nè chữ torrent bài chương máu interpack chạy một plate những ai thực hiện download bản đôi khi nè đâm bay thực hiện download ai đi âm đường bản tòa dương miền dương download cầm thi torrent đường mua sân nè cầm thi torrent ok chương dương chương tốt chương đó tốt đó này nè ô này các bạn lại này chương này lại này lấy sale in đi sale in miền này thang như cái line đã dùng để sao tục video thì thay những download chẳng những trang tục viên nào nè là vì download cho phải những ai tục viên nào nè cớ nhé chẳng cái line đi play mất ai chưa rơi vô cái line nào môi của bạn này chẳng cái line 3 xong tục line 117 nữa hay play mất tục line nào các bạn này admin ấy tới chỉ bộ bài một màn trái này chỉ lưu phụ đờ trong mỗi máu lên cho tập tập đi được bạn đấy tập máu
lau nhiệm ảnh này, lau nhiệm bút hóa chắc à, nhưng bức cả chữ phụ đá mối như phụ đá là thả ID âm Internet Download Manager tập mô chân lệ ID âm nhưng chân select phụ đá tập mô này vì viên đình chân là nhờ location tí tăng để lấy lại những bạn download nhưng có thể tục lắm tập một tiết nhưng chân ok hay những đồng trang mà việc download chạp tới hay việc đồng láng nhằm đừng ở chụp liệu và tạo tiết tại primer tất cả download việc chạp sân hay xâm rạp cả download YouTube đồng ý tất cả download IDM chụp tỏ nâng cứ nè chăm nhầm đừng đã link chung ở đây thì bà sân chia bộ bạn cả download á Niverson bởi chữ Pram Pro nè ok, đem mà nó upload thamay nhưng cho nó chó bây giờ nhầm đã link đi nơi kháng ground video bỏ nhóm á hãy dầm cho tất cả download tớ ở ấp nhìn ấy chỉ phụng bài ấy chứ mắc mát chứ nó chả chạy em lấy nhá tớ vừa nhưng thường mấy tê vừa nhưng tớ là chạy em lấy nhá chẳng ai bờ dùng chuối cái miền nào chuối nhá chân 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 ở đây tê chân chân một play thì tiết chọc à chọc với nhiều mừng tầm lán mới được ổn nha chúng cả download không torrent cảm thì torrent vì bị hiện đại dự trường cảm thì IDM internet download manager thường gặp cả download từ tới bao sân chỉ IDM việc download trong tại internet điện lớn wifi hiện tại là 4 mét được gặp 4 mét anh trong tại phải chỉ đọc một tí ấy được gọi đọc một tí chiếng anh bình nhé bất tài tham gia vào IDM bất kỳ tung hôm một phần năng cả đòi vì ai bây giờ phải với những nhưng mà tôi bây giờ bạn download bên viên này bên trên nhà sĩ đinh này sĩ đinh nhưng ai cho cái lấy các bạn ở việc stop chọc download bên trên lấy phí này tôi mà tiết play mất cho double click chạy lên việc bị đó chạy biệt khó này nhú tôi muốn tới viên đường rốt một lại như này trải đi để dựng đó để xa tổng máy trải đi IDM này tập mà phải mất thời ca phần lìa về chân extract nè thầm làm cảm thấy extract ý phải mất bài gì bạn đáng ngày ở phòng bãi và dừng miền cảm thấy win ra mỗi mong à lì về chân bán chân nhầm cho phần lìa về ok chọc hết tập một tiết đừng chọc open đi chứ tâm rạp này IDM bằng mùi bằng bây giờ file tâm rạp install hay cái này pack cái này crack xâm rạp crack mà vì full á cũng mọi việc nó bị những download tới vì tìm tì username được có email được có password được có keyword bởi vì xâm tốt product key chẳng lẽ này cứ chứ tâm rạp crack vì ai cho ta mà hai bạn đã sang sập bị nó sập bị tại riêng cô ta tầm là ngày mới nè chẳng tầm bây đang tha window bao nhiêu phần man bị chẳng play mất cho là cái lại this PC công tơ khác đã tham my PC thì có ai xin xin là đọc chuyện mình ấy nè và năng chỉ tu tao cái riêng cho cái lại PC đi bởi chúng một xin viết cứ đi PC cho ở bàn thực cả plap đồ có thì này mấy đây cứ nó phải để dùng set up Windows với tranh màu trắng á xem là Windows thân ô xong tôi chơi khó chơi dùng chơi right click rồi cả mà set up vô biệt tha properties property này tập mơ nè tập ngon nè mơ cái lại nè system type 64 bit là nhé chẳng mình thay Windows bao nhiêu chia Windows 10 Pro pinpoint đọc rộng phân là như tập update đây cho mỗi nâng system type bao vi 64 bit chẳng là phía đại dương đồng lăng IDM ní
ើពេលយើងតម្លើងហើយដែលយើងត្រូវក្រែកនេះគឺក្រែកជាមួយនឹង pack 64 bit build 15បើសិនជាយើងប៉ែកជាមួយនឹងអា32 bit នេះវាអាចនឹងអាចថា error ឬក៏ pack អត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងពិបាក install IDM សារទៀតចឹងដើម្បីធ្វើការ install អ្នកទាំងអស់នេះចាមានបបាក់ដូចដូចចុចមកស្ដាប់មកចុចចុចចុចចុចអរយឺតតិចណាមិនណាប់ស្លេសចុចអូខេពេលចុច51create an icon for IDM on desktop មានថាយើងបង្កើតជា shortcut នៅលើ desktop និចទៀតចុចនិចទៀតអូខេនៅពេលដែលវា installation complete មានន័យថាវាបានបញ្ចប់ហើយខ្លាំង finish នេះយើងអត់ទាន់ចុច finish ទេយើងចូលទៅ pack វាសិនណាចូលនេះបាយផែកអ៊ីចុចមកស្ដាប់មកយកពាក្យ run administrator តមកយកចុច yes next ចុច install តមកញ៉ៃតមកចុច next តមកទៀតនេះវា load ទៅ website របស់ IDM ណាយកបាទអូនេះមានបលគេមិនតបាទចឹងកន្លែង cracking packing នេះគឺវាបានបញ្ចប់ហើយនេះ click finish to done this wins អូខេចាំហើយមិនងាយអាចប្របាទេងាយងាយខ្លីខ្លីតមកយើងអូខេចឹងកន្លែងនេះវាចង់ឲ្យយើងធ្វើការ restart PC របស់ computer របស់យើងដើម្បីឲ្យវា support តែម្ដងព្រោះមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បាន uninstall IDM ទេអញ្ចឹងហើយវាត្រូវការឲ្យយើងក្រោយពីយើងដំឡើងហើយវាត្រូវការឲ្យយើងធ្វើការ restart អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងអាចយើងធ្វើការ restart ហើយយើងបើកមកចូលក្នុង browserបើសិនជាវាអាប់ឡូតឲ្យនៅក្នុង process chrome google chrome ឬក៏ opera ឬក៏ជាមួយនឹង firefox បើសិនជាអត់វាអត់នេះហេវាអត់ចេញឲ្យទេយើងមានវិធីនៃការ add វាដើម្បីវាចេញឲ្យដើម្បីយើងអាច download video បាននៅក្នុង youtube ក្នុង facebook អញ្ចឹងណាជាដល់អូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនហើយធ្វើការ restart computer របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវាចេញដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតែបើវាមិនចេញអូខេយើងអាចប្រើបានហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាមានចម្ងល់បន្ថែមអាចសាកសួរតាមរយៈ link សំទោសតាមរយៈតាមរយៈ comment ខាងក្រោមបាទហើយកុំភ្លេចចូលចុច like ចុច share មកអរគុណច្រើនបាយបាយ